Làm sao để biết chiến dịch chạy quảng cáo của mình có đang hiệu quả hay không để mình ra quyết định tiếp tục chạy hay là mình nên dừng cái quảng cáo đấy lại để điều chỉnh, và cách để mình điều chỉnh quảng cáo như thế nào để cho tối ưu với cái chi phí thấp nhất. Và đây cũng chính là một cái câu hỏi của bạn học viên bên mình. Bạn ấy chạy được 1 đến 2 ngày, sau đấy thì cái chi phí chạy quảng cáo nó cao quá thì mới nhắn tin hỏi mình đấy là: anh ơi, em nên tiếp tục chạy hay là em dừng cái kem đấy lại? Thì video này mình sẽ chỉ cho bạn nhé. Ví dụ như đây thì mình cũng đang có 3 cái chiến dịch chạy quảng cáo này. Cái thằng trên và thằng dưới này chạy video, còn cái thằng giữa này là chạy quảng cáo hiển thị cái sản phẩm các bạn nhé. Thì ở đây thì của mình đây này là cái đằng CPA, có nghĩa là cái số tiền trung bình cho một cái chuyển đổi một cái đơn hàng ấy. Thì cái thằng này này là 12.000, là cái thằng mình chạy được khoảng tầm 5 ngày rồi là 12.000 một đơn. Còn thằng mà mình vừa mới lên ngày hôm qua thôi là 28.000. Thì chia sẻ với các bạn đấy là cái thằng này này ngày hôm qua là khoảng độ tầm là 6-70.000 một đơn. Còn cái thằng này ngày xưa cũng như thế, cái thằng này ngày xưa lúc đầu mình mới chạy 1-2 ngày đầu khoảng độ tầm là cũng 6-70.000 một đơn, xong bắt đầu dần dần nó mới tối ưu về dần các bạn nha. Nên câu chuyện khi mà bạn mới bắt đầu chạy quảng cáo 1-2 ngày thì nó chưa chuẩn được đâu. Các bạn phải chạy ít nhất là rơi khoảng độ tầm là từ 3-5 ngày hoặc là từ 5-7 ngày thì bắt đầu nó mới hiệu quả được. Và khi mà bạn chạy thì các bạn cần chú ý cho mình những cái thông số như sau. Cái thông số thứ nhất là cái thông số về cái thằng đấy là thằng CPM các bạn nha. CPM đây này, nó là cái số tiền trung bình chi cho mỗi 1.000 lượt hiển thị. Thì cái thằng này do là mình đang target cái tệp khách hàng của mình nó nhỏ lại nên cái giá thầu của nó sẽ cao hơn là 69.000. Còn cái thằng này thì làm sao, là cái giá thầu của nó là mình đang để cái target cái khách hàng nó rộng hơn nên là cái CPM của nó sẽ, cái số tiền mà trả cho 1.000 lượt hiển thị của nó sẽ thấp hơn đấy. Nhưng mà cái yếu tố quan trọng là các bạn nhìn sang bên này cho mình này, đấy là cái thằng là CTR các bạn nhé. CTR có nghĩa là cái phần thằng đấy là tỷ lệ phần trăm, cái có nghĩa là cái lượt mà người ta nhấp vào cái quảng cáo của mình và người ta bấm vào trong cái sản phẩm đấy, là một cái phần là bấm vào một cái điểm xác định ấy, đấy là bấm vào trong cái sản phẩm của mình. Thì khi người ta vào trong cái thằng quảng cáo thì cái tỷ lệ mà CTR này của mình ấy là đang là cái thằng này đang là 6% là ok này, còn cái thằng này của mình đang là 4%. Thông thường cái CTR của anh chị em như mình chạy ổn ấy, nó sẽ rơi khoảng tầm là 4-6% đổ lên thì ok nhé. Trên 4% là bắt đầu mình giữ lại được rồi. Còn ví dụ như mình thấy có mấy anh chị em khoảng tầm là ở 1-2% thì tốt nhất là anh chị em nên cân nhắc lại quảng cáo đấy. Và nếu mà trường hợp cái CTR của mình thấp là nguyên nhân là gì? Nguyên nhân là có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là do cái video của mình nó chưa đủ thu hút, dẫn đến câu chuyện là người ta không bấm vào cái sản phẩm của mình. Cái thứ hai đấy là do là ví dụ như cái thằng này chẳng hạn, cái target khu vực của mình nó đang bị rộng quá nên là dẫn đến cái câu chuyện là CTR của mình nó đang bị gì ạ? CTR của mình nó đang bị thấp các bạn nhé. Đấy, thì mình đã target lại cái tệp khách hàng của mình nên là CTR của mình nó đã cao hơn. Rồi tiếp theo các bạn nhìn sang bên này, đấy là cái thằng về bên CVR. CVR có nghĩa là người ta bấm vào trong giỏ hàng của mình rồi, người ta ra cái phần trăm mà người ta mua hàng. Đấy, thì cái thằng này này, cái thằng này thì mình chia sẻ với anh em là thằng này bây giờ đang 7%, được chưa? Thì mấy ngày đầu nó cũng khoảng độ tầm là 4% thôi, 4%, xong bây giờ nó đang tối ưu dần lại là 7% các bạn nhá. Đấy, thằng này của mình bây giờ là đang 3.98% rồi. Thì các bạn nếu mà trường hợp ấy, các bạn thấy là cái CVR của mình nó đang bị thấp quá thì mình cần cải tiến lại cái khâu liên quan sản phẩm thì nó có hình ảnh nó đã thu hút hay chưa này, những cái giá sản phẩm này, những cái hình ảnh sản phẩm, rồi thì là mình đã có đủ cái lượt bán, kiểu như là có nhiều lượt bán, nhiều lượt đánh giá để giúp cho khách hàng ra quyết định mua hàng của mình hay chưa các bạn nhé. Đấy là những thông số mà bạn cần chú ý khi mình chạy quảng cáo để biết được rằng là mình nên bật hay là tắt cái quảng cáo của mình, được chưa nhỉ?